Chục năm trước, cú con rắn hổ mang khỏi bị làm thịt, người đàn ông trở thành vua rắn, hổ mang cũng phải cúi đầu. Người đàn ông đã gặp và thu phục 30.000 con rắn, được tôn làm vua rắn hổ mang. Ở Ấn Độ có một vị vua rắn vô cùng nổi tiếng, Varasuresh nổi khắp cả nước với tài năng thuần phục tất cả các loài rắn của mình. Theo tiết lộ của Vara, ông có khả năng khiến rắn phục tùng mệnh lệnh của mình, không phải vì ông bắt được rắn hay là có khả năng giết rắn, mà vì ông có được trái tim của loài bò sát nguy hiểm nhất thế giới này. Điều này có vẻ khó tin, nhưng đây là một câu chuyện có thật. Vara có khả năng tương tác và thoải mái đùa giỡn với rắn hổ mang chúa mà không hề bị nó tấn công hay cắn. Kể cả những con rắn trong tự nhiên mà Vara tình cờ gặp, anh ta cũng hoàn toàn không hề bị tấn công mà chúng hầu hết sẽ quy phục, cực kỳ nghe lời của vua rắn. Theo nhiều lời đồn đoán, rắn hổ mang không bao giờ làm tổn thương Vara, và có lẽ bởi hơn chục năm trước, anh ta đã cứu sống và thả về tự nhiên một con rắn hổ mang chúa cực đại khỏi lưỡi dao vô tình định làm thịt nó. Kể từ đó về sau, anh có một sợi dây tình cảm đặc biệt với những con rắn. Trong 10 năm cuộc đời, anh đã tìm và giải cứu gần 30.000 con rắn. Từ đó về sau, mỗi khi gặp rắn, Vara đều được chúng vô cùng yêu quý, phục tùng như một vị vua. Varasuresh vô cùng nổi tiếng với biệt tài khiến những con rắn độc nhất phải cúi đầu với những đóng góp của mình vào việc bảo tồn rắn, động vật hoang dã và môi trường. Vara thậm chí đã được vinh danh bằng một giải thưởng quốc tế. Đứng tiểu tiện vào chiếc giếng khô bỏ hoang, cậu bé vô tình cứu mạng cả làng trong chớp mắt. Thoát chết trong gang tấc nhưng vẫn khiến cả làng khiếp sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Buổi chiều tối khi đang chơi đùa với trẻ con trên núi, vì quá buồn tiểu tiện, cậu bé này đã chạy đến bên chiếc giếng hoang để tiểu tiện. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu bé 10 tuổi hét lên, kéo đám bạn chạy tới xem. Miệng giếng khóc cả tỷ con kiến đỏ rực, chồng chéo lên nhau leo khỏi giếng. Bọn trẻ liền kéo đến xem, trở về làng khoe chuyện lạ cho người lớn. Vừa nghe xong, các cụ già vội thông báo tất cả các gia đình thu dọn, đóng gói đồ quan trọng, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Bởi vì những người lớn tuổi có uy tín trong làng nên mọi người đã nhanh chóng đóng gói và rời đi. Khi mọi người đến nơi tập trung thì bất ngờ động đất dữ dội đã xảy ra. Đến lúc họ trở về thì ngôi làng đã thành một đống đổ nát. Nhìn khung cảnh làng xóm bị san bằng, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Thật may mắn vì những đứa trẻ đã kịp phát hiện ra ổ kiến đỏ. Các trận động đất thường xảy ra bất ngờ và rất mạnh, có thể tàn phá khủng khiếp nhất là ở các vùng không được tiên đoán trước. Thực tế, nó không còn là một bí mật. Một số động vật có khả năng cảm thấy mối đe dọa đang tới gần. Một vài giờ trước, chúng có thể biểu lộ một vài hành vi khác lạ so với thường lệ. Một hiện tượng có thể phục vụ như một hệ thống báo động sớm. Nếu chúng ta muốn tin vào điều này, một nhóm các nhà nghiên cứu Đức đã trình bày một nghiên cứu mới ở hội nghị hàng năm khoa học địa chất của Liên hiệp châu Âu tại Vienna. Họ quan tâm đến nhiều loài động vật khác nhau, trong đó có loài kiến đỏ trong rừng cây. Khi những con kiến này bò ra ngoài vào ban đêm, thường sau đó sẽ có động đất. Nhóm nghiên cứu của nhà khoa học Gravrilli Berberich đã theo dõi trong 3 năm liền, 24 trên 24 giờ và 7 trên 7 ngày, bằng cách sử dụng máy quay video, sau đó sẽ xử lý bằng logician đặc biệt để lập danh mục cho các thay đổi về hành vi của loài kiến. Trong thời gian suốt năm 2009 đến năm 2012, đã có 10 trận động đất với cường độ 2,0 cho đến 3,2 và nhỏ hơn nhiều. Với khoảng 45.000 giờ video, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trận động đất xảy ra sau khi có một sự thay đổi trong hành vi của loài kiến. Những con kiến màu đỏ có một thói quen tương tự như con người, chúng hoạt động trong ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Gravrilli Berberich kể, được Yale University trích dẫn. Nhưng trước khi có một trận động đất, những con côn trùng vẫn lang thang suốt đêm ở bên ngoài tổ của chúng. Chúng tôi ghi nhận thấy toàn bộ đội quân kiến, chỉ ngoại lệ con kiến hoàng hậu. Tất cả chúng đều ở phía trên đỉnh các tổ kiến, đó là không bình thường, bởi vì thông thường chúng ở bên trong để tránh kẻ thù, nhà khoa học nói. Các côn trùng trở lại hành vi thông thường của chúng một ngày sau khi có trận động đất. Làm thế nào các con côn trùng cảm nhận thấy trận động đất sắp xảy ra? Đương nhiên, người ta sẽ nghĩ rằng, nhờ vào độ rung lắc mạnh từ lòng đất truyền lên mặt đất,
Tuy nhiên, bí mật của những con kiến sẽ là tinh tế hơn nhiều đối với các nhà nghiên cứu.